Rồi, đầu câu Trần Tiến xin chào tất cả cô chú anh chị đã đến với kênh đầu câu Trần Tiến của em nha cô chú anh chị. Thì hôm nay em giới thiệu tất cả cô chú anh chị 25 cái mở hàng anh em ạ. Ở 25 mở hàng tất cả đây đều cần carbon hết nha anh em. Hàng lô mới về. Đó thì anh em nào mua thì cứ alo trực tiếp cho em số điện thoại 0567 566 766 hoặc là 0588 887 899 anh em ạ. Đó thì anh em nào mua những cái video nào mà em đăng lên em báo anh em mua trên lô hàng trên 700 ngàn á, đơn 700 á, thì em sẽ tặng cho anh em một quần cước nha, một quần cước. Còn những cái video nào mà em đăng lên em không có báo cho anh em đó thì mấy video đó nó không có hiệu lực với lại cái chương trình em tặng này nha anh em. Tại nói chung nó cũng ít thôi, không có nhiều đâu, mấy quần cước này nó cũng ít anh em. Đó, anh em mua trên 700 ngàn đơn hàng 700 á nha, anh em mua 690 ngàn cũng không được nha anh em. Đó thì có bốn quần cước đây, cước số 4 à, 0.32 mát mát ký của nó 5.5 ký chính anh em. Còn này cước số 5 0.37 mát ký nó 12.5. Này cước số 8 0.4847 anh em, mát ký nó 18. Cái cước này hãng Ryobi anh em, ơi Ryoko anh em. Đó cái này nè, Baren mát công nghệ của nó 3 lớp anh em. Chiếc cước 3 lớp nha. Cước đây, cước đẹp. Ở trong mới tinh nè, chỉ có cái hộp nó hơi cũ thôi. Ok chưa? Rồi anh em mua trên 700 thì em sẽ tặng một cuộn cước, anh em mua 2 triệu cũng mà một cuộn anh em. Nói chung tặng một cuộn như hỗ trợ như như lấy lọc anh em à, chứ không phải là anh 700 lượng cuộn triệu tư được 2 cuộn, em không có tặng chỗ đó anh em. Anh em mua trên 700 cho anh em mua 2 triệu 3 triệu em cũng đừng tặng một cuộn thôi. Rồi em giới thiệu em cây cần đầu tiên nhé. Cây này một cây cần dây trong anh em à, mã 3437 nha. Cây này là hãng Ryobi nè, đầu cứng 32m4 nè, mà chất liệu carbon nha, đầu cứng 32m4 chất liệu carbon. Cây này là bass, nó bass Fuji đó. Cái này anh em giờ thể lên khoang chơi nha, lên khoang câu lóc ngon. Cây này 437 nặng 217 g, ngọn 2 ly 6 góc 12,6. 437 giá 350 anh em. Ở 437 này bán cho anh em 350 ngàn. Tới 438 này cây cần dây trong 3 khúc nha anh em. Cây cần dây trong 3 khúc à. Bass nó bass Fuji nha. Cây này độ cứng 53 m anh em ạ. À. 3 khúc độ cứng 53 m. Chất liệu và cần là carbon nha. Carbon hay da xoắn đây, đẹp chưa? Bass Fuji. Tổng thể đây. Rồi, cây này mã số của nó 438 nha. Nặng 330 g, ngọn 2 ly 2 ngọn 2 ly 3 góc 17 ly 4 anh em. 438 giá 450. Rồi qua đi con. Chừng té giờ. Ừ. Rồi tới 439 anh em à. 439 này cây cần rút dây trong anh em, độ cứng 33m3, made in Korea. Cây này siêu nguyên anh em à. Chất liệu cần là carbon. Ở hãng Shimano nha. Qua đây nè. Đây, để lên té giờ. Rồi, cho anh em xem lóng đây. Ngoại hình nói chung cũng khá là đẹp nha anh em. Mới, cái này mới tinh nè. Mấy cây này anh em về lên khoang hoặc là câu dây trong ngon. Cây này đầu cứng 33 made in Korea. 439 nặng 289 g, ngọn 3 ly góc 15. 439 giá 450 nè. Hãng Shimano nha. 439 này bán cho anh em 450 ngàn. Tới 440 nè. Cái cần 2 khúc dây trong nha. Cây này dài của nó là 2m1 anh em, đầu cứng 12m1. Đó, cây này cây hãng Itkin nha, đầu cứng 10 thôi, ngọn mềm lắm, ngọn dẻo nhẹo à. Cây này câu cá giò, cá cháp, cá hanh bao phơi luôn. Anh em câu dây trong rồi mấy cây này câu cá giò, cá cháp, cá hanh bao phơi luôn nha anh em. Nó rất là nảy cần. Ngoại hình thì nói chung là nó hơi cũ. Này nó hơi bung keo nè. Này, này lấy thì dán keo lại thôi. Nó bung cái keo đít này, dán lại. Rồi, dán lại thôi. Ok chưa? Rồi, cái này mã số của nó là 440 anh em, nặng 158 g, ngọn 1 ly 9 góc 16,3. 440 giá 300. 440 là bán cho anh em 300 ngàn.
Cái 441 này cũng cần dây trong luôn, dây trong 2 khúc anh em. Chất liệu cần carbon, bass nó là bass Fuji. Cái này độ cứng 50 2m1 anh em ạ. Made in Korea nha, độ cứng 50 2m1 Made in Korea. Ngoại hình cây này cũng khá đẹp, mới. Mới nha anh em. Tổng thể đây. Rồi, cây này mã số của nó là 441 anh em. Nặng 276 g, ngọn 2 ly 7, gốc 15. 441 giá 350. 441 nó bán cho anh em 350.000 nha. Cái 442 lại cần Hi-Chi anh em ạ. Hi-Chi dài 2m1, 2 khúc carbon nè. White Star, cây này ngọn tháp nè. Từ đây trở lên là tháp sợi thủy tinh nè. Ok chưa? Từ đây trở xuống là carbon, từ đây trở xuống carbon. Cây này độ cứng nó tương đương tầm khoảng 10 thôi, nếu mà ngọn mềm lắm. Cây này ngọn mềm nha. Bass nó bass Fuji, bass 6, khoan Fuji, bass Fuji. Ngọn tháp sợi thủy tinh. Cần đẹp anh em. Ngọn mềm mềm xèo nha. Rồi, cái này mã số của nó là 442 anh em ạ. Nặng 126 gram, ngọn 1 ly 6, gốc của nó là 14,5. 442 này bán cho anh em 400 ngàn nha. 442 này bán cho anh em 400k. 400 ngàn nha anh em. Tới 443 này, cây cần lua mới đứng anh em ạ. Khoan nó khoan hãng. Chất liệu cần là carbon. Cây này dài 1m8 thôi, độ cứng ML, made in China anh em. Made in China nha, độ cứng ML. Ngoại hình nói chung còn khá là đẹp á. Cần đẹp. Khoan bát sản không phải Fuji nha. Độ cứng ML luôn có tầm khoảng 16 17 gram quay đầu thôi. 443 nặng 138 gram, ngọn 2 ly 2, góc 9, góc 89 anh em. 443 giá 350, 300 ngàn anh em à. 443 này bán cho anh em 300k nha. Lua mới đứng anh em. Carbon. Tới 444 này, cây này cây cần lua 2 khúc nè. Khoan nó khoan Fuji đá xanh nè, chất liệu cần carbon nè. Đó, bát nó bát Fuji nha anh em. Phôi đẹp chưa? Cây này dài 2m7 thôi. Lua của nó là 30 đến 60 gram nha anh em. Dài 7 lua 30 đến 60 gram, chất liệu cần là carbon. Ngoại hình đẹp nha. Rồi, cây này mã số của nó là 444 anh em. Nặng của nó là 203 gram, ngọn 2 ly 3, góc 10,8. 444 lên giá 800. 444 này bán cho anh em 800 ngàn anh em. 800 ngàn thôi. Rồi. Rồi tới 445 cái cán vợt anh em à. Cán vợt nha. Cây này dài 4 mét rưỡi thôi, Made in Korea. Cây này hãng Cayenne anh em. Hãng Cayenne nha. Đây, lồng rang 12 anh em. Lồng rang 12, cán vợt này đẹp lắm, mới tinh à. Mới chát luôn. Cán đẹp lắm nha anh em. Rồi, rồi anh em, hồi nãy có điện thoại anh em à. Cây này là mã 445 nha, nặng 505 gram, ngọn 17. Cái ngọn là cái này anh em. Anh em có ngọn em đo bằng chỗ này nè, 17. Góc của nó là 26,4 nha. 445 giá 400 nghìn. 445 giá cho anh em 400k nha anh em. Cái 446 nè, cán vợt mà cây này nó ngắn nè, khoảng 2 4 6 75 cm nè, tám cho 8 cao lắm 80 cm. Cây này dài 5m4. Chất liệu cần cán là carbon nha anh em. Gen ốc 12 anh em à. Gen ốc đây 12 nha. Cần nói chung cái cán này đẹp lắm, mấy cán này mới tinh nè. Mới chát à. Mới lắm nha anh em. Cây này mã số của nó là 446 anh em à, nặng 703 gram, ngọn 13,6, gốc của nó là 34,6 anh em, gốc đây nè. Gốc ngay cái chữ 34,6 nè. 446 giá 400 ngàn. 446 giá 400 ngàn. Tới 447.
447 cây cắn vợt anh em, cây này hơi xấu, dài 4 mét rưỡi thôi, anh ta tắt cò, nhưng mà được cái cây này á nó là cần hai da anh em, chưa có vậy, chưa có chùi dầu hơi nóng bóng nè. Cây này nếu mà chùi dầu cái đẹp lắm nè, ở trong đây đẹp mà chưa, ở ngoài xấu nè. Đó. Trong đẹp. Cái này carbon hai da nha anh em. Đó, hai da xoắn nè, đẹp chưa? Mà mấy cái cắn vợt này thì anh em đâu có cần đẹp đâu anh em. Nói chung là nó ok là được. Đúng không anh em? Carbon hai da nữa ngon. Đó. Rồi, cây này mã số 447 anh em. Nặng 459 g, ngọn 16,5, ngọn là chỗ này nha anh em. Gốc 27, 447 giá 400.000. 400k. Cái 448 này ISO khoan nhỏ anh em ạ. Bá thản nha. Cây này đây, cây này cây gì, ke gì tên tờ lưa nè. Style VO ISO gì đây. Độ cứng 3-4m3 nha anh em. Chất liệu cần carbon. Cây này khoan hãng bát hãng anh em ạ. À. Theo em là cây này nó của hàng Made in Trung Quốc nha anh em, Made in Trung Quốc anh em. Là Made in China đó anh em, hàng China xuất Nhật. Đầu cứng 3-4m3 thôi, chất liệu cần carbon đẹp lắm. Mới tin à. Mới nha. Mới tin. Và cái này mã số 448 anh em, nặng 254 g, ngọn 1-9, gốc 18 anh em à. 448 giá 500.000. 448 giá 500k nha anh em. Cây đẹp lắm, để em đóng nắp cây cần lại. Đóng cứng đi trời. À, chút nữa em gắn lại ha. Tới 449 nha anh em. 49 là ISO khen nhỏ nè. Cây này là hãng CMAT anh em. Độ cứng 1.5-3.6 thôi. Bát nó Fuji FS6 anh em à. Chất liệu cần carbon nha. Bát Fuji FS6 chất liệu cần là carbon. Khoan ở đây. Khoan nó là khoan Fuji luôn. Khoan Fuji đá thấm xanh nha anh em. Nguyên bộ khoan Fuji đá thấm xanh luôn. Cần khoan đẹp lắm. Độ cứng 1.5-3.6 thôi. Nói chung là cây này anh em câu cảm giác ngon. Như câu tay chợ máy anh em. Câu tai, chợ mái, câu rền, câu cá cháp, cá giò, cá hanh, cá nâu ngon anh em. Đó. Này nói chung mấy cây này câu nói chung đa thể loại và anh em, dạng như câu tai, câu phao anh em. Câu thể loại nào cũng được, những sao giống như câu phao vậy đó. Rồi, cây này mã số của nó 449 anh em. Nặng 109 g, ngọn 1-7, 1-2 chứ, gốc 15,8. 449 giá 500. 449 giá 500.000. Tới 450 này cây cần lua anh em à, lua mới đứng nha. Khoan Fuji đá xám nâu. Cây này hãng có hãng ABI Pencil, dài 1m8, độ cứng L anh em à. Cây lua tầm khoảng 12 gram quay đầu thôi, độ cứng L lua tầm khoảng 12 gram quay đầu thôi anh em. Chất liệu cần là carbon nha, cây đẹp lắm, mới tinh, mới can sao bàn. Cây này mới lắm anh em, mới can à. Ok chưa? Cây này mã số 450 nha, nặng 106 gram, ngọn 1-8, góc 7,6. 450 giá 500.000. 450 bán cho anh em 500k nha. Tới 451 anh em. Cái này khoan Fuji anh em. Cái này ISO khoan nhỏ nha. Khoan Fuji đá sấm xanh nè. Chất liệu cần carbon hai da xoắn nè. Cây này cây cần NFT bao lớp anh em. Độ cứng 3-5m4 thôi. Bát nó Fuji, khoan Fuji. Cần đẹp lắm. Cây đẹp mới ken à. Độ cứng 3 nha anh em. Cây này ngọn với lông hai là carbon xoắn vòng anh em. Ngọn với lông hai carbon xoắn vòng. Còn cái lông ba là carbon hai da xoắn nè. Đó đẹp chưa? Lông ba carbon hai da xoắn nha. Mới tin nè. Lông ba carbon hai da xoắn đẹp lắm nha anh em. Cây này mã số 451 anh em à, nặng 322 g. Ngọn 1,5 góc 21. 451 giá 1,3 triệu anh em. 451 nó bán cho anh em 1.300.000. 451 giá 1.3 triệu nha. Rồi tới 452 cây này cây cần Nissin. Cây này Aikada anh em, Aikada 3m3 nha anh em. Bass nó Fuji LS6.
Khoan, nó khoan Fuji nè. Có nắp nha. Cày có nắp. Ngọn đây. Aikida 3,3 m. Thường anh em coi mới nói mấy cái này, cái cần tay chợ máy anh em. Cái này con Aikida bao phơi. Mềm. Ngọn ga thẳng nhưng mà nó mềm anh em. Ngọn ga thẳng cần. Aikida thì anh em biết rồi, ngọn cái nào cứng đâu, ngọn mềm. Cần đẹp mới tin thôi. Rồi cái này mã số của nó là 452 anh em, nặng 95 g, ngọn 0,9 ly, góc 18,2. 452 giá 550. 452 là bán cho anh em 550 ngàn. Còn cái 453 cây này, cây cần ISO khoan nhỏ anh em. Mấy cây này có nắp hết, đẹp rồi chưa, có nắp. Khoan đây, khoan nó khoan Fuji đá sấm xanh nha anh em. Cây này độ cứng số 1,5 dài 5,4 m anh em. Mắt bát Fuji FS6, bát Fuji FS6 anh em, mà cần đẹp, cần khá đẹp, độ cứng 1,5 5,4 thôi, chất liệu cần là carbon. Mấy cây này em bán với cái giá này các anh em luôn, rẻ ngon, nói chung cần bãi mà nó thì có muôn 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 rẻ cờ để giá đó anh em. Nó đẹp thì giá nó khác, còn nó xấu giá nó khác anh em. Mà tại nó đẹp thì dễ bán thì giá nó hơi cao một tí, mà đẹp anh em cũng vẫn mua, xấu mà giá nó rẻ thì anh em cũng không mua đâu anh em. Mà đó đúng không anh em, nói chung đẹp mà giá nó cao hơn 100 thì bình thường thôi, còn xấu mà rẻ thì nói chung khó bán lắm nè, đẹp mà mắc thì dễ bán là như vậy. 453 anh em, nặng 260 g, ngọn 1 ly 8, góc 19,8 nha. 453 giá 550. 453 giá 550. Tới 454 này, cây cần lua 2 khúc nè. Cây này khoan hãng anh em, bát hãng nè, chất liệu cần là carbon. Hai này nó rời anh em dẫn này xuống nè. Bắn cái máy vô, kẹp chân máy vô nè, dẫn lại nha anh em. Đó. Cây này hãng Romarine anh em, Romarine. Dài 2,4 m thôi. Cây này chuyên cho anh em con mực nha. Cây này lua lua mực của nó là 2 đến 3,5 anh em. Bia lực của nó là 0,6 1,2 anh em. Cần đây, đẹp, cây này mới tinh nè. Khoan hãng, bát hãng, dài 2,4 m. Đó. Cây này nếu mà tính theo độ cứng nó tương đương ML thôi. ML anh em. Độ cứng lua thì tương đương ML. Rồi cây này mã số của nó là 454 anh em. Nặng 189 g, ngọn 0,9 ly, gốc là 8,6 anh em. 454 thì giá 450 thôi. 454 là bán cho anh em 450 ngàn. Tới 455 này cần súp lở anh em. Biên dàn khoan nó khoan Fuji nha. Khoan Fuji đá sấm xanh nè. Hãng SZM anh em. Bát nó là bát Fuji FS7. Cái này xuất lê cutter dài 4,2 m anh em. Dài 4,2 m. Chất liệu cần carbon. Độ cứng tương đương 25 thôi. Độ cứng 25, dài 4,2 m nè mà. Ngoại hình cây đẹp. Mới nha, mới tin. Rồi cái này mã số 455 anh em à. Nặng 387 g, ngọn 3 ly, góc 23,5. 455 này giá 750 nha. 455 này bán cho anh em 750 ngàn. Tới 456 này cây cần 2 khúc anh em. Độ cứng 30, 2,1 m nha. Khoan nó khoan Fuji đá sấm nâu. Hãng ở hãng Shimano nè, mà Made in Korea. Bát nó bát Fuji nè, hãng Shimano nha. Ngoại hình đẹp. Đầu cứng 32,1 m anh em à. Rồi cái này mã số nó 456 nè. Nặng của nó là 223 g, ngọn 32 ly, góc của nó là 11. 11,6 nè, 456 giá 650. 456 này bán cho anh em 650 ngàn nha. Tới 457 nữa mà. Cây này luôn mới ngang anh em. Khoan nó khoan Fuji đá nâu nha. Fuji. Cây này Besta Fit Hin. Dài nó 56 tương đương với 1,68 anh em. Lực của nó 6 đến 14 là mê bê. Ngò tầm khoảng 6 đến 16 gram thôi. Cây này luôn tầm khoảng 16 gram mới đầu thôi anh em mà. Cần đẹp lắm. Gò hình anh em. Đó.
Rồi, cái này mã số của nó là 457 nha, nặng 103 gram, ngọn 1 ly 9, gốc 10, gốc là 7,5 ly thôi, gốc 7,5 ly ngay chỗ này nha. Đó, 457 này giá 450. 457 này bán cho anh 450.000. Rồi tới 458 đây, 458 này cây cần lua với gút anh em. Cây này sát sotter nè, dài 2,7 anh em. Hãng SZM. Đó, lua của nó là 7 đến 21 gram, lực của nó 8 đến 20 lb. Bát Fuji, khoen Fuji, chất liệu cần là carbon. Đây nó là mức nắp đít anh em. Mức nắp đít. Ừ. Không sao ấy nha, bình thường thôi. Không ảnh hưởng gì đâu. Cần đẹp lắm, mới chát à. Mới chưa? Cần mới tinh à. Rồi. Cây này mã số của nó là 458 nha, nặng 206 gram, ngọn 1 ly 8, gốc 15,6, 458 giá 650 thôi. Cây bị mất nó đít nha anh em. Báo gõ với anh em, 458 giá 650. Tới 459 này cây cần hay chi hai khúc, khoen Fuji đá sẫm xanh nè. Cần đẹp lắm, cây này mới chát luôn. Độ cứng của nó 8, một ngọn 8, ngọn 15 và 2,1 m nha. Ngọn này ngọn tháp sẽ tinh anh em à. Ngọn tháp sợi thủy tinh nha, chất liệu cần là carbon. Cây này dành cho anh em chuyên câu bè nè, câu cảm giác nè. Cây đánh cảm giác bao phơi luôn. Mới tinh nè. Cây này mới chát luôn. Rồi cây này mã số của nó là 459 nha. Nặng 149 gram, ngọn 1 ly và ngọn 0,9 ly, gốc 15,7. 459 này bán cho anh em 500 ngàn nha. 459 này giá 500k. Tới 460 này cần lua máy đứng anh em, lua máy ngang chứ. Khoan nó Fuji đá sẫm xanh nè. Lua máy ngang anh em. Bát Fuji. Khoan của nó khoan Fuji nè. Cây này độ cứng ML. Ở lực của nó là 6 đến 20 lb, mồi trong khoảng 5 đến 21 g. Cần đẹp lắm, cần này màu nâu anh em. Nước sơn màu nâu. Ừ. Cái cán bằng cán súng anh em. Cán súng đẹp chưa? Cầm lua máy ngang nha anh em. Lua. Rồi. Cái này mã số của nó là 460 anh em mà, nặng 158 gram, ngọn 1 ly 7, gốc là 8,35. 460 này giá 400 ngàn thôi. Có tem Nhật ở đây nha, 460 bán cho anh em 400 ngàn thôi. Cái 461 cái này cây cần hai khúc ba đọt anh em. Cây này dài 2,7 m nè. Ừ, Alpha Taco Made in Korea. Nặng là 529 gram, thu gọn một lóng nó 1 m 1 m 4 anh em. Đó, một ngọn ly 7, ngọn 2 ly 1, ngọn 2 ly 3. Đó, góc 24,7. Cái đó là thông số của hãng nha, còn em đo lại thì có khi nó có sơ xuất thôi, một hai ba gem thôi, hai ba chút xíu. Đây đâu rồi, đây đây. Đó, em đo thử, em đo lại nó là 3 ly, 2 ly 9, 2 ly rưỡi. Đó, thì nói chung là anh em cứ xem tham khảo thôi nha. Thì anh em xem, em đo lại thực tế xem tham khảo thôi. Còn anh em xem trên cái hộp cần nó chính xác của cái hộp đó, thì nói chung là anh cứ coi, anh em xem cái thông số là ok nha. Góc em đo 24 mấy mà em đo 25 mấy thôi. 21 thôi. Em đo đây là 21 anh em. Tại cái hộp ống này nó giống hình chữ V, cái lóc này giống hình chữ V anh em. Từ đây nó bự mới kè 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 càng kè càng nhỏ. Nó nhỏ nhiều lắm chứ không nhỏ ít nha. Ừ. Khoan đây, khoan Fuji đá sẫm nâu nha anh em, đẹp lắm. Foil carbon hay da sắn. Ừ. Foil carbon hay da sắn đẹp chưa, ba lóng ba đọt anh em, ba đọt. Mấy cây ba đọt này hiếm lắm, một đọt độ cứng 50, 30 đọt độ cứng, 80, 50 đọt độ cứng, 120, 80 anh em. Là cây độ cứng 40 nè, cây độ cứng 60, cây này độ cứng 70 nè, cây này độ cứng 100 nè. Đó, ok cho anh em, đẹp lắm mới chát à. Rồi, cây này mã số của nó là 461 anh em. Đó, giá 1,4 triệu. Em đo một lóng với một ngọn là nó chỉ có 406 gram thôi. Còn trên cần nó là 520 mấy gram thì nó đo luôn ba cái ngọn anh em, là 520 mấy gram nha. Còn nếu mà cân với một lóng một ngọn là 406 gram. Ok cho anh em. Rồi, 461 này bán cho anh em 1,4 triệu nha. Rồi anh em mà lấy cây nào thì cứ alo trực tiếp cho em. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em các video kế tiếp.